Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Tiếng Trung Bộ TTB Channel. Các bạn đang xem series giới thiệu về chữ Hán cơ bản, cụ thể là 500 chữ mà bất kỳ ai học tiếng Trung các bạn cũng phải cố gắng để nắm vững 500 chữ Hán này, vì đây là những chữ Hán rất là cơ bản. Hôm trước chúng ta đã tìm hiểu về chữ thượng, có nghĩa là ở bên trên, có nghĩa là đi lên. Và hôm nay chúng ta tìm hiểu một chữ ngược lại với chữ thượng, đó là chữ hạ. Chữ hạ có nghĩa là ở dưới hoặc là đi xuống. Chúng ta xem cách phát âm trong tiếng Trung. Xia, 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 xia. Các bạn nhớ âm x đọc giống chữ sờ trong tiếng Việt. Ia ia, ia ia. Các bạn luyến nhanh. Ia ia, xia, xia. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu cấu tạo của chữ hạ, cũng như là cách nhớ, cũng như là nét bút thuận. Thì chúng ta xem chữ hạ thì có 3 nét, 1, 2, 3. Như vậy có 3 nét rất đơn giản đúng không ạ? 1, 2, 3. Và mình sẽ phân tích cho các bạn biết là cấu tạo của chữ hạ. Thì các bạn thấy ở phía bên trên có một nét, đó là bộ nhất. Bộ nhất có nghĩa là số 1. Ở bên dưới đó là bộ bốc. Bộ bốc có nghĩa là xem bói. Bộ bốc là xem bói. Về cơ bản thì mình thấy chữ hạ khá là dễ nhớ. Các bạn có thể liên tưởng đến chữ tượng hình, có thể liên tưởng kiểu như sau. Một gạch ngang là mặt phẳng, bộ bốc ở phía dưới mặt phẳng. Cũng có thể tưởng tượng là một người đứng dưới mái đình hóng mát tay vịn cột. Đó cũng là một cách để các bạn nhớ. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu một số từ ghép với chữ hạ để biết thêm một số từ mới. Ví dụ như xia biên, xia biên, hạ biên, bên dưới, phía dưới. Xia miên, xia miên, hạ diện, miên là diện, xong từ ở diện tích. Xia miên là bên dưới, mặt dưới. Hai từ này có nghĩa khá là tương đồng. Xia cửa, xia cửa, cửa là khóa, khóa. Và xia cửa là hết giờ lên lớp, hoặc có hiểu là tan ca, tan học. Xia lại, xia lại, xia lại, hạ lai là động từ, nghĩa là đi xuống đây, xuống đây. Và cũng có một từ giống với từ xia lại, nhưng mà lại phát âm nhẹ, chữ lai phát âm nhẹ hơn một chút là xia lại, xia lại, hạ lai. Cái từ này có ý nghĩa là hậu tố đặt sau động từ, chỉ từ cao xuống thấp, từ xa đến gần. Xia chi, xia chi, hạ khứ là đi xuống. Và từ xia chi này cũng có nghĩa nữa là hậu tố đặt sau động từ, để chỉ từ cao xuống thấp, từ gần ra xa. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu xia ủ, xia ủ, xia ủ, hạ ngọ là buổi chiều. Các bạn dịch cho mình cái từ sau đây ạ. Xia ban, xia ban, xia ban, hạ ban nghĩa là gì? Các bạn thử dịch cho mình cái từ này. Cái từ này dùng rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ chúng tớ ra những video tiếp theo.